happy day. Sha-la-la-la-la. This is such a happy day. Hôm nay tình yêu đã lân cánh cho ước mơ lớn lao ở trong cuộc đời của Lệ Xuân và Hoàng Lam. Để rồi họ đã trao cho nhau sự tình yêu trọn vẹn, được sự vun đắp từ hai bên gia đình, được sự chứng kiến đăng ký kết hôn của các cấp chính quyền địa phương. Và ngày hôm nay được ngày này tháng tốt, hai bên gia đình có tổ chức buổi lễ vô quy cùng hạnh phúc cho
cô dâu Lệ Xuân và chú rể Hoàng Nam trong buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, yêu nhau lòng hẹn với lòng, chung xây hạnh phúc đẹp lòng thủy chung, anh cùng em sánh vai chung một con đường, chung xây hạnh phúc yêu thương tình lòng, trăm năm tặng một chữ đồng, đại diện nhà chồng phát biểu xin dâu. Thưa quý vị, và để mở đầu cho buổi lễ vô quy hôm nay, ngay sau đây chúng tôi trân trọng kính mời đại diện gia đình nhà trai sẽ trở về sân khấu có đôi lời phát biểu xin dâu. Trân trọng kính mời bác ạ. Cả nhà vỗ tay để chúc mừng gia đình nhé. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa toàn thể hai họ, tôi là bác của cháu Nam, được sự yểm kiềm của ông, gia đình ông Đông và Loan cùng đoàn nhà trai, xin có đôi lời phát biểu với các cụ câu đối quà. Kính thưa các cụ, lời đầu tiên tôi xin được chúc các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quan viên hoàng nhà gái luôn vui khỏe, gia đình an khang thịnh vượng, hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cụ ta thường có câu trai khôn tìm vợ, gái ngoan kém chồng, và cũng thật là khôn và thật là ngoan. Hai cháu Nam và Xuân đến với nhau ngay trong lòng xóm Tây nho nhỏ của chúng ta, trong làng ca sĩ thân yêu của chúng ta. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, để xây dựng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu Nam và Xuân thì gia đình ông Đông và Loan đã có làm đầy đủ các thủ tục để xin được cưới cháu Xuân về làm vợ cho cháu Lan. Và ngày hôm nay đây, ngày lành tháng tốt, đoàn rước dâu của mọi nhà trai chúng tôi bao gồm các cụ, các ông trẻ, bà trẻ, ông bác cùng các bác hai bên nội ngoại đã có mặt đông đủ để xin được đón cháu Xuân về tổ chức lễ thành hôn cho cháu và mời đoàn nhà gái về nhà trai để tham dự lễ thành hôn của hai cháu. Sau khi được sự đồng ý của các cụ, các ông, các bà, họ nhà gái sẽ xin phép cho cháu Nam được lên trao hoa cho cháu Xuân và xuống làm lễ gia tiên kết bái tổ đường, rồi ra mời thầu mời rước các cụ. Rất mong được các cụ, các ông, các bà, con dân ở nhà gái đồng ý. Xin được cảm ơn những người phát biểu xin dâu đến từ gia đình nhà trai ngày hôm nay. Thưa quý vị, gia đình nhà trai cũng xin gửi lời cảm ơn tới gia đình nhà gái. Ngày hôm nay gia đình nhà gái đã dành cho gia đình nhà trai sự đón tiếp nồng hậu, thân tình và chu đáo. Nhà trai xin được cảm ơn nhà gái rất là nhiều. Thưa quý vị thân mến, cây cao rực bóng tình người nhà trai nhà gái từ nay mặn lòng. Kính thưa cụ bà, cụ ông, kính thưa hai họ duyên hồng nhà ta, từ khi sinh trưởng cháu ra đến nay hai cháu đến tuổi trưởng thành. Và đó là ý đẹp lời này để cho hai bên gia đình kết thành thông gia. Thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện gia đình họ nhà gái sẽ trở về sân khấu có đôi lời phát biểu đáp lễ. Trân trọng kính mời bác ạ. Cả nhà vỗ tay đi ạ. Vâng, tôi thay mặt con họ nhà gái có đôi lời với tất cả các cụ, các ông, các bà bên cả hai họ. Thấy được sự đồng ý của hai gia đình, hai cháu đã tìm hiểu và đã đồng chấp thuận xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau. Về phần thủ tục lễ nghi theo tập quán của địa phương thì đã được nhà trai và nhà gái đã làm lễ tổ đường, làm lễ thành hôn hai cháu lên được tinh cầu ngày hôm nay, là được ngày lành tháng tốt, giờ tốt. Và cũng để đưa 1, 2, 3 vào nhà trai và hỏi nhà gái để đưa cháu về bên nhà trai để làm lễ thành hôn cho hai cháu. Nhân đây tôi không biết nói gì hơn, chấp nhận ý kiến của con nhà trai. Chúc các cụ, các ông, các bà hai ông luôn mãi sức khỏe, dễ dàng thắng lợi. Xin được cảm ơn gia đình họ nhà gái rất là nhiều. Thưa quý vị, gia đình nhà gái ngày hôm nay đón tiếp gia đình nhà trai và tham dự một lễ vô quy mừng hạnh phúc cho Lê Xuân và Hoàng Nam được có đông đủ. Các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, các anh chị của cô dâu Lê Xuân, cả nhà vỗ tay để hai con hai cháu được hạnh phúc ạ. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta được lắng nghe những lời phát biểu xin dâu và những lời đáp lễ đến từ hai bên gia đình. Thưa quý vị thân mến, và tiếp nối chương trình của lễ vô quy ngày hôm nay, ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt lên sân khấu, hãy vang lên những tràng pháo tay để chào đón một chàng trai của chúng ta lịch lãm trong một ngày cưới. Xin mời Hoàng Nam ạ, cả nhà vỗ tay đi ạ. Các cụ thân mến, mà khi cháu đến sân khấu thì cháu tự tin lắm, bởi vì trên sân khấu có mình cháu đẹp trai nhất.
ngày hôm nay thì có người đẹp trai hơn. Cả nhà vỗ tay đi ạ. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Cường là bố của cô dâu trở về sân khấu ạ. Cả nhà vỗ tay cho hai người đàn ông ngày hôm nay đi ạ. Hai bố con bắt tay nhau một cái ạ. Hãy trao cho nhau cái ôm thật đầm ấm ạ. Lâu lắm không gặp nhau, cả nhà vỗ tay đi ạ. Kể từ ngày mai thì bố sẽ đứng trên tổng năm để ra hiệu. Rồi, xin cảm ơn bố rất là nhiều. Nam ơi, ngày hôm nay thì bố Cường có quà trao cho em đấy, em có thích không? Dạ em rất thích ạ. Cả nhà vỗ tay đi ạ. Món quà này thì bố Cường có tâm sự với anh bảo là món quà này thì bố đã nâng niu che chở gìn giữ nuôi nấng suốt 27 năm. Ngày hôm nay Nam là người xứng đáng nhất để bố trao cho em. Nam có nhận quà, có muốn nhận quà luôn hay để dành để Tết? Nhận luôn anh ạ. Cả nhà vỗ tay đi ạ. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Nam ơi, kể từ ngày hôm nay và giây phút này khi mà không có bố mẹ ở bên cạnh nữa, không thường xuyên ở bên cạnh nữa thì Nam sẽ là người thay bố mẹ này nâng niu che chở gìn giữ món quà của bố mẹ thật lung linh, thật đẹp, thật hạnh phúc. Nam có đồng ý không ạ? Em đồng ý ạ. Cả nhà vỗ tay đi ạ. Rồi, để xem món quà đó là gì, xin mời bố hãy đáp tại chú rể lên trên phòng trao hoa cho cô dâu và thắp hương ra tiền ạ. Xin mời bố ạ. Vâng, xin mời hai bố con đón cô dâu và thắp hương ra tiền và lấy tổ đường. Thưa quý vị, chúng tôi xin thay mặt cho gia đình ông Cường, bà Phương xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng tiếp tục ăn chầu uống nước và cùng tham dự những nghi lễ tiếp theo trong buổi lễ vui quê ngày hôm nay để mừng hạnh phúc cho Lê Xuân và Hoàng Nam. Trân trọng kính mời tất cả quý vị. Chụp hoa và giữa nhìn nhau đừng có nhìn phóng viên. Thank you.
con của mình. Trước khi cả con lên đường sang nhà chồng vì điều kiện đường xá xa xôi quá. Vâng ạ, xin mời bố ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể hội hôn, hôm nay là ngày vui và ngày đẹp nhất trong đời của hai đứa con tôi. Tôi rất cảm động, vui ngồi chúc cho các con của tôi luôn luôn yêu nhau mãi mãi, luôn luôn lắng nghe nhau, xây dựng một gia đình có tương lai đẹp. Và từ hôm nay trở đi, hai con của chúng tôi mỗi người có thêm một người bố, một người mẹ luôn luôn theo dõi và nhìn các con chúng tôi díu dít gia đình trưởng thành. Xin chúc các con hạnh phúc trăm năm. Xin cảm ơn tất cả các quý vị. Xin kính mời các quý vị uống nước ăn dầu và cùng chung vui với gia đình chúng tôi. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ạ. Đấy, rất là xúc động đúng không ạ? Ngày hôm nay thì bố không có điều gì cả, chỉ mong hai con được trăm năm hạnh phúc, luôn luôn yêu thương nhau. Thưa quý vị thân mến, và để đáp lại những tình cảm mà tất cả quý vị dành cho cô dâu và chú rể, cũng như là những tình cảm, những món quà của tất cả quý vị dành cho cô dâu Lê Xuân và chú rể Hoàng Nam, thì ngay sau đây thì gia đình cũng có những món quà để tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày cưới hôm nay. Trước tiên xin được trân trọng kính mời hai bà nội và bà ngoại sẽ trở về sân khấu để trao cho hai cháu của mình những món quà, những lời cầu chúc ạ. Trân trọng kính mời hai bà. Lê Xuân bảo là hai bà em trông thế thôi, còn khỏe nhiều tiền lắm. Vâng ạ, xin mời hai bà. Ngày hôm nay là ngày cưới của hai cháu, thì hai bà có đôi gà để tặng cho hai cháu. Xin chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc ạ. Không biết là gà này là gà Đông Tảo hay là gà Tam Hoàng đây? Ui, gà Đông Tảo đấy quý vị ạ, chân rất là to ạ. Vâng ạ, bây giờ bà có đôi lời để căn dặn cho hai cháu ạ, xin mời bà. Tắt nhạc đi em ơi. Gọi là họ chúc sản phẩm mừng hạnh phúc cho hai cháu và vui gia đình, chúc quên nhiệm vụ. Cháu bây giờ mệt thì hẹn các cháu có thế vâng ạ, xin mời bà hãy đem vào tay của hai cháu đi ạ. Xin được cảm ơn đôi gà của hai bà rất là nhiều ạ. Chúng cháu xin thay lời cho Lê Xuân và Hoàng Nam xin được cảm ơn món quà của hai bà rất là nhiều. Và xin chúc cho hai bà nội và bà ngoại có nhiều sức khỏe để sang năm lại trong có thời gian trông chắc ngoại, chắc nội cho hai cháu được yên tâm công tác ạ. Cả nhà vỗ tay đi ạ. Tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu, xin mời ông Cường, bà Phương cũng có những món quà để tặng cho hai con của mình ạ. Vâng ạ, xin mời bà dì ạ cũng có những món quà để tặng cho hai cháu của mình trong ngày cưới hôm nay ạ. Chúng cháu xin thay lời cho cô dâu và chú rể xin được cảm ơn món quà của bà trẻ dì rất là nhiều ạ. Xin được cảm ơn ạ. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu, ông Cường, bà Phương cũng có những món quà để tặng cho hai con của mình ạ. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay thì bố mẹ đã cảm thấy rất vui và hạnh phúc đã được chứng kiến hai con của mình trưởng thành lên vợ lên chồng. Trong thời gian qua thì bố mẹ cũng có sự chuẩn bị của mình. Mẹ thì sớm tối vườn rau vườn cà ở nhà chồng tôi nuôi tầm. Bố thì đã bao thả cá đập đá bông sen, chúng tôi tiết kiệm được một khá đấy quý vị ạ. Ngày hôm nay có 6 cây 8 thì bác tặng cho hai con và xin chúc cho hai con là trăm năm hạnh phúc. Chúng cháu xin đem lời cho Lê Xuân và Hoàng Nam xin được cảm ơn món quà của bố mẹ rất là nhiều. Chúc cho bố mẹ có nhiều sức khỏe để sang năm có nhiều thời gian, có nhiều sức khỏe ở trong cháu ngoại. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Cả nhà vỗ tay để hai con này cháu được hạnh phúc ạ.
xin chào, xin được trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, các chị, các già, các dì, chúng ta sẽ lần lượt lên sân khấu để trao tặng cho Lê Xuân và Hoàng Nam những món quà, những lời cầu chúc ạ. Tiến cũng có những món quà để tặng cho hai cháu ngày hôm nay, rất là nhiều những món quà. Vâng ạ, xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Vâng ạ, xin mời bác Chiến ạ. À, rất nhiều bác Chiến ạ, cũng có những món quà để tặng cho hai cháu trong ngày về hôm nay. Chúng cháu xin thay lời cho lời. Xin được trân trọng kính mời gia đình nhà ông Minh Toàn cùng có những món quà để tặng cho hai cháu trong ngày hôm nay. Mời chúng cháu xin lên lời cho Lê Xuân và Hoàng Nam, xin được cảm ơn món quà của các ông, các bà, các bác ạ. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời gia đình nhà ông Trọng ạ. Ông Trần Bình Trọng cũng có những món quà để tặng cho hai cháu của mình. Vâng ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Vâng, xin cảm ơn gia đình bác Trọng rất là nhiều ạ. Cảm ơn quà đến đây cho hai cháu. Bây giờ xin được trân trọng kính mời các bác ạ, các cô, các chú, các anh chị ạ. Các bác ở bên ngoài ạ, mời món quà để tặng cho.
những chiếc xe thật là sang trọng để cùng di chuyển gia đình nhà trai ạ. Rồi. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa toàn thể hai họ. Trong một năm, trong một tháng, trong một ngày và trong một ngày ta chọn đến một giờ. Chúc kính thưa các cụ, các ông, các bà, để cho kịp giờ hoàng đạo, xin phép cho đoàn hoàn nhà cha chúng tôi được đón cháu Xuân về nhà trai để làm lễ thành hôn, xây dựng trong năm cho hai cháu. Và cũng thay mặt hoàn nhà trai xin mời tất cả các cụ, công, các bà cùng toàn thể hoàn nhà gái tới nhà trai để dự lễ thành hôn của hai cháu Nam và Xuân. Xin trân trọng kính mời. Và rồi chúng tôi xin thay mặt cho gia đình nhà trai trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, chúng ta cùng đứng dậy di chuyển sang bên gia đình nhà trai để cùng tham dự lễ thành hôn mừng hạnh phúc cho Hoàng Lam và